Chào em, tóc dài quá. Em chào ban giám khảo. Em nói lớn lên một chút. Em chào ban giám khảo ạ. Ok, chào em. Giới thiệu một chút xíu về mình. À, em là Bảo Châu, em đến từ thành phố Huế. Năm nay em 19 tuổi. Dễ thương quá. Em sẽ hát bài gì? Em sẽ hát bài Cánh Buồm Phiêu Du ạ. Cánh Buồm Phiêu Du. Rồi mời em. Hú biết anh yêu em nhiều, dù gió nói với anh rất nhiều rằng anh rất hồn nhiên đa tình, mà anh có tình biển mênh mông đến thế, ngàn bờ bến xanh bao cánh buồm, vui buồn nhung nhớ khát vọng. Ngày mai người xa chốn nào, anh về hoang vắng, lạnh lùng cô đơn. Anh thấy em hát, anh nghĩ ngay tới bộ phim Sóng Trong Sợ Hãi. Anh thấy em sợ hãi gì mà em sợ dữ vậy? Em đang run phải không? Có bài nào về mẹ không? Dạ có. Hát luôn bài về mẹ đi. Một sáng sớm trở về quê hương, về trong câu hát âm vang đất trời, ru hai ru cho ta ngọt bùi, ấm áp ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa, hai cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn. Rồi em nhiêu tuổi rồi? 19. 19 là còn trẻ, tập khoảng độ 2 năm nữa cũng được. Nếu như mà 2 năm nữa đi thì chắc cũng được anh Trung hả? Bài 19 thôi. Anh có cái cảm giác giống như là cái áp lực đi thi nó bị nhiều quá. Em hát như trả bài. Vậy giờ quyết định sao? Anh Trung nghĩ như thế nào? Anh Dũng thì sao? Em suy nghĩ. Chắc là phải 2 năm nữa thi lại quá hả? Em nghĩ sao? Không sao. Không sao đúng không? Nghĩa là 2 năm nữa vẫn thi được đúng không? Đúng không? Năm nay là đã. Em học đi học chưa? Lúc dạ em đang đi học. Đang học gì? Đi học tài chính ngân hàng. Hay là học tài chính ngân hàng thì tốt hơn làm ca sĩ? Sao lại đi học tài nhiên? Không, đi học là đương nhiên tốt rồi. Nhưng mà ý là chị rất là muốn cho em vào. Chị muốn được thấy em vào vòng trong. Bây giờ 1, 2, 3 là Tâm có đồng ý hay không? Đồng ý hay không? Một, hai, ba, đồng ý. Em cảm ơn. Chúc mừng em, mà đây hùng em chơi thôi. Em thấy rất là tốt. Không phải hù đâu mà là tất cả những cái. Nhưng mà em phải cần phải cố gắng hơn nữa. Không cần phải cố gắng hơn nữa, bởi vì vào cuộc thi người ta sẽ đòi hỏi rất là nhiều. Tấm vé vàng đầu tiên tại khu vực miền Trung đã có chủ. Một khởi đầu rất đẹp theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.